Việt Nam bây giờ đã giàu có như vậy rồi sao? Họ muốn giúp Ukraine xây dựng lại thành phố. Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, chưa phục hồi, nhưng cũng hỗ trợ kinh tế cho Ukraine sao? Nền kinh tế Việt Nam có mạnh đến thế không? Việt Nam có giàu đến thế không? Đó là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc khi xem được video này. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến công tác tại Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ. Sự kiện này đã khiến anh bạn hàng xóm phương Bắc đặc biệt chú ý. Hàng loạt chuyên gia và báo chí Trung Quốc đưa tin về hoạt động này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Một chuyên gia sở hữu gần 1 triệu người hâm mộ đã làm một video với tiêu đề "Bài phát biểu của ông Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có những nội dung gì đáng chú ý? Tại sao người Trung Quốc luôn nói rằng Việt Nam đã đưa ra lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ?" Trong video, chuyên gia Trung Quốc này nói, "Ngày 21 tháng 9 theo giờ Mỹ, chúng ta đã thấy lãnh đạo mới của Việt Nam, Tô Lâm, bắt đầu chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy chuyến thăm này của ông Tô Lâm là rất đặc biệt. Trước tiên, như chúng ta đều biết, vào tháng 8, ông Tô Lâm đã chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên cho chuyến công du nước ngoài của mình. Điều này cho thấy chính phủ mới của Việt Nam rõ ràng coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc hơn. Hơn nữa, trước khi lên đường sang thăm Mỹ, ông Tô Lâm còn nhận quốc thư từ Đại sứ Trung Quốc mới tại Việt Nam, Hà Vĩ, và cam kết rõ ràng rằng Trung Quốc luôn coi mối quan hệ đối thoại với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai, chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tô Lâm không phải là một chuyến thăm chính thức. Bề ngoài có vẻ giống như một chuyến đi tiện đường hơn, các hoạt động sắp tới cũng khá kín đáo. Theo nguồn tin tiết lộ, lịch trình công khai của ông Tô Lâm tại Mỹ chỉ bao gồm việc tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và tham dự một diễn đàn thương mại cùng các đại diện giới doanh nghiệp Mỹ, thậm chí không có kế hoạch công khai nào về việc gặp gỡ các quan chức Mỹ. Các quan chức Việt Nam cũng cho biết họ không chắc liệu ông Tô Lâm có hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hay không. Phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối bình luận, chỉ tiết lộ rằng ông Biden có thể gặp một số lãnh đạo nước ngoài tại Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dù không chỉ đích danh, nhưng ông Tô Lâm đã ám chỉ sự không hài lòng đối với Mỹ và Israel. Ông Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng các thành tựu khoa học công nghệ nên thúc đẩy hợp tác thay vì trở thành công cụ đối kháng giữa các quốc gia và đi ngược lại với nguyện vọng phát triển hòa bình, công bằng, chính nghĩa của tất cả các nước. Ý nghĩa ẩn dụ trong bài phát biểu của ông Tô Lâm là rất rõ ràng. Nhưng điều này chưa dừng lại. Ông tiếp tục nói rằng Việt Nam hoan nghênh các văn bản mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và mong muốn chúng sẽ được thực thi hiệu quả. Ngay trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết lịch sử do Palestine đệ trình, yêu cầu Israel chấm dứt các hành vi chiếm đóng bất hợp pháp. Phát biểu của ông Tô Lâm rõ ràng là đứng về phía Palestine, gây áp lực lên Israel. Không chỉ vậy, ông Tô Lâm còn kêu gọi các cường quốc hành động một cách có trách nhiệm, chia sẻ các thành tựu nghiên cứu khoa học để đạt được sự phát triển chung. Câu nói này cũng có ý nhắm đến Mỹ, quốc gia đã xây dựng các rào cản công nghệ dưới danh nghĩa an ninh quốc gia và áp dụng các biện pháp ngăn chặn công nghệ đối với các quốc gia khác. Do đó, mặc dù không nêu đích danh, nhưng thông điệp trong chuỗi phát biểu của ông Tô Lâm là rất rõ ràng. Hơn nữa, ông đã tới Mỹ nhưng không có bất kỳ cuộc gặp chính thức nào với các quan chức Mỹ. Có lẽ Việt Nam đã kết thúc giai đoạn lưỡng lự giữa Trung Quốc và Mỹ và đưa ra sự lựa chọn của mình. Đó là toàn bộ bài phân tích của chuyên gia Trung Quốc này. Chuyên gia Trung Quốc này đã sai khi nhận định rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ sẽ không có bất kỳ cuộc gặp chính thức nào với quan chức nào của Mỹ. Vào ngày 26 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một cuộc họp với Tổng thống Joe Biden. Chuyên gia Trung Quốc này cũng đã nhầm khi mập mờ nói rằng Việt Nam đưa ra sự lựa chọn của mình giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng trong cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Điều này càng khẳng định thêm chiến lược ngoại giao cây tre của Việt Nam, luôn sẵn sàng hợp tác với các nước khác trên thế giới. Không chỉ gặp mỗi Tổng thống Joe Biden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Bulgaria và Tổng thống Phần Lan. Ngoài ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Điều này cũng khiến dân mạng Trung Quốc đặc biệt chú ý. Video nổi bật nhất có tiêu đề "Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Zelensky và bày tỏ sẵn sàng giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh". Hay là Việt Nam cũng có ước mơ riêng là trở thành một đất nước vĩ đại và có nhiều tiếng nói hơn trên trường quốc tế. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine, luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ từ nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine dành cho Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc,
bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan, tránh gây tổn thất cho thường dân. Việt Nam hoan nghênh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình và hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine. Tổng thống Ukraine đánh giá cao lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Ông Zelensky mong muốn Việt Nam sẽ ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả xung đột. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine luôn bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev. Sau khi hai video này đăng tải, thì đã thu hút rất nhiều bình luận của dân mạng Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc sốc và tự đặt câu hỏi, Việt Nam đã giàu như thế nào rồi? Ngoài ra vẫn còn nhiều bình luận kiểu ếch ngồi đáy giếng như Việt Nam nghèo nhất thế giới, lấy gì để giúp nước khác? Hay là quá trình tái thiết sau bão của Việt Nam có tiến triển thuận lợi không? Tại sao lại đi giúp người ngoài? Vậy cụ thể, họ đã nói những gì? Thì cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Việt Nam là cường quốc ở Đông Nam Á, nhưng vẫn là một quốc gia thiếu điện. Làm sao đủ lực để hỗ trợ Ukraine? Nhiệt độ ở Việt Nam hiện nay chắc khoảng 30 độ, mặc nhiều quần áo như vậy còn nóng không? Bạn đùa à, đây là New York, không phải ở Việt Nam. Việt Nam giàu quá, họ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh sao? Trọng tâm của Zelensky là muốn hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh, chứ không phải tái thiết sau chiến tranh. Quá trình tái thiết sau bão của Việt Nam có tiến triển thuận lợi không? Tại sao lại đi giúp đỡ người ngoài, trong khi bản thân mình còn phải xin hỗ trợ từ các nước khác? Việt Nam nghèo nhất thế giới, lấy gì để giúp nước khác? Cười bể bụng, Việt Nam bây giờ đã là vũng bùn mà họ còn ra tay giúp đỡ người khác xây dựng lại. Việt Nam cần phải phát triển bản thân trước tiên, tham gia vào các vấn đề quốc tế không chỉ cần tiền mà còn cần cả ảnh hưởng. Bạn lấy ngồi đáy giếng, Việt Nam thật nhân ái, lá lành đùm lá rách. Lá rách giúp lá rách nhiều hơn, đó là truyền thống của Việt Nam. Việt Nam đã giải quyết được bài toán lương thực, quần áo và xây dựng đô thị ở trong nước chưa vậy? Người dân đang sống trong nhà gỗ và đang phải đi lại trên đường đất. Trước tiên hãy xây dựng các khu vực thiên tai trong nước. Điều đó có nghĩa là chiến tranh sắp kết thúc và Việt Nam có thể cung cấp trái cây nhiệt đới và những thứ tương tự cho Ukraine. Người dân Việt Nam toàn sống trong nhà tranh, Việt Nam có thể giúp họ xây dựng nhà cao tầng sao? Việt Nam bây giờ đã giàu có như vậy rồi sao? Họ muốn giúp Ukraine xây dựng lại thành phố. Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, chưa phục hồi nhưng cũng hỗ trợ kinh tế cho Ukraine sao? Nền kinh tế Việt Nam có mạnh đến thế không? Việt Nam có giàu đến thế không? Đừng đánh giá thấp Việt Nam, ở Đông Nam Á đã khá tốt rồi. Ngoại giao tầm xa và tấn công tầm gần, tinh hoa binh pháp tôn tử được người Việt Nam hiểu sâu sắc. Việt Nam rõ ràng đang chơi trò ngoại giao cân bằng giữa ba nước lớn là Trung Quốc, Mỹ và Nga. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có thể xảy ra xung đột trước mắt, nhưng phải có mối quan hệ tốt đẹp về lâu dài. Hoa Kỳ quả thực có nhu cầu đối với Việt Nam trong ngắn hạn, nhưng xét về lâu dài, nó chắc chắn không quan trọng bằng quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Trước chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm, ông đã cử một phái đoàn đặc biệt sang thăm Hoa Kỳ. Vẫn là chính sách ngoại giao cây tre kiểu cũ nên Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáng tin cậy. Các nhà lãnh đạo sáng suốt của các quốc gia luôn tạo dựng một hệ sinh thái chính trị trên toàn cầu, thân thiện cho cơ hội phát triển lịch sử. Luôn tạo dựng một hệ sinh thái chính trị toàn cầu thân thiện cho cơ hội phát triển lịch sử của đất nước mình, cho nên nền kinh tế đất nước họ đang có sự phát triển nhanh chóng. Trung Quốc đừng hành động dựa trên khuôn mặt của người khác, đừng coi trọng quan hệ Việt-Mỹ quá mà hãy làm việc của mình đi. Đường sắt cao tốc Việt Nam không thể xây dựng được trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để Việt Nam chọn phe. Lý do đơn giản là người Việt Nam chưa biết chắc tân Tổng thống Mỹ sẽ là ai. Người Việt không thể ngu ngốc đặt cược trước khi tình hình chính trị Mỹ trở nên rõ ràng. Việt Nam là một nước nhỏ, hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản của ngoại giao. Con đường tồn tại của một nước nhỏ trong sự giãn nứt của các cường quốc là cố chấp hoặc có cả hai bên. Nó không giống như Ukraine, sẵn sàng làm kẻ ngu ngốc.
Con tốt của phương Tây Ukraine là một con tốt và cuối cùng sẽ bị bỏ rơi. Việt Nam đã đưa ra quyết định giữa Trung Quốc và Mỹ. Cùng lắm là Việt Nam chỉ tập trung cân bằng trái phải để tối đa hóa lợi ích. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc đến bây giờ vẫn nghĩ Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu, phải đi trên đường đất. Suy nghĩ này là do họ xem được những video về công tác cứu hộ tại vùng núi phía Bắc. Thế là họ nghĩ rằng đa số địa phương ở Việt Nam đều như vậy. Họ nghĩ rằng ở Việt Nam không đủ sức để khắc phục thiệt hại do bão gây ra mà còn muốn đi giúp đỡ nước khác. Nhưng thực tế lại khác xa với suy nghĩ của những người Trung Quốc này. Khi cơn bão đi qua, toàn bộ nhân dân và chính quyền trên cả nước đã đồng lòng giúp đỡ bà con thiệt hại bởi bão lũ. Quá trình vẫn đang được diễn ra và rất hiệu quả. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.